Tam quốc diễn nghĩa, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng dập dồn đại hết anh hùng, được thua phải trái thoát thành không. Non xanh nguyên vẹn cũ, mấy độ bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi, mảnh trăng thanh gió mát vui chơi. Gặp nhau hồ rượu đầy dơi, xưa nay bao nhiêu việc phó mặt cuộc nói cười. Hồi 27, Tào Mạnh Đức rời Giá đến Hứa Đô. Lý Nhạc đem quân đuổi theo xa Giá, trá xưng là Lý Thôn, Quách Dĩ. Vua giật mình lo sợ, Dương Phụng nói: "Đây là Lý Nhạc đấy." Phụng sai Từ Hoảng ra đánh, Lý Nhạc tự mình ra địch. Hai người giao nhau, mới được một hiệp, Hoảng chém một nhát búa, Nhạc chết ngã dưới chân ngựa. Bọn giặc còn lại chạy tan tác cả. Phụng bảo vệ xa Giá đi qua cơ quan thấy thú là Trương Dương, để thấy thú ra đón ở trận đường. Nó xin Trương Dương làm đại tư mã, nhưng từ cả vua ra đóng đồn ở Giả Hưng. Vua vào Lạc Dương, trông thấy cửa nhà bị đốt cháy hết cả, đường xá rậm rạp, có một cao lấp mắt. Trong cung điện chỉ có tường đổ, vách nát. Vua sai Dương Phụng cất tạm một cái cung nhỏ để ở. Trong quan triều hạ đều phải đứng trong đám gai gốc. Vua hạ chiếu đổi niên hiệu Hưng Bình làm Kiến An năm đầu. Năm ấy mất mùa to, nhưng Lạc Dương còn được vài trăm nốt nhà, cũng không có gì ăn, phải ra ngoài thành bốc vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn. Còn các quan thì từ thượng thư trở xuống cũng phải ra thành hái rau. Có nhiều người bị đè chết ở chỗ tường đổ vách nát. Khi vận nhà Hán lúc bấy giờ thực sự là suy đốn, chưa khi nào người ta từng thấy những cảnh khổ não như ấy. Đời sau có thơ than rằng: "Máu loan rắn trắng núi mang đẳng, cờ đỏ tung hoành khắp bốn phương. Đuổi sọc hưu tần gây xả tắc, đập quay ngựa sở mở phong cương. Vô hẹn nên để gian tà lắm, nước loạn sinh ra giặc giả hoang. Trông thấy đôi kinh khi vận nạn, dẫu rằng già sắc cũng sinh thương." Thái úy là Dương Bưu tâu với vua rằng: "Trước bệ hạ đã gián chiếu chưa kịp sai ai mang đi, nay Tào Tháo xưng đông, binh hùng tướng giỏi, nên truyền gọi y vào chầu để giúp nhà vua." Vua nói: "Trước ta đã gián chiếu rồi, không cần phải tâu nữa, cứ sai người mang đi lập tức là xong." Vua lĩnh chỉ, sai người sang Sơn Đông với Tào Tháo. Tào Tháo ở Sơn Đông nghe tin xa Giá vua đã về đến Lạc Dương, họp những mưu sĩ để bàn. Tung Úc nói: "Ngày xưa Tấn Văn Công phụng Tương Dương làm vua, chư hầu ai cũng phục, hắn cao tổ để tăng nghĩa đế ai cũng theo. Nay thiên tử mắc nạn, tướng quân nâng dịp này cất nghĩa binh, phụng thiên tử để theo nguyện vọng của dân chúng. Sách lược rất hay, nếu ta không làm ngay, người khác sẽ làm trước ta đó." Tháo mừng rỡ, đang thu xếp để cất quân đi thì có sứ giả nhà vua đem chiếu đến. Tháo tiếp được tờ chiếu, cất quân đi liền. Vua ở Lạc Dương, trong việc còn thiếu thốn, thành Quách Độ nát cũng chưa sửa sang được. Chợt lại có người báo rằng Lý Thôi Quách Dĩ lại sắp kéo quân đến. Vua sợ hãi mới hỏi Dương Phụng: "Sứ Sơn Đông chưa về, nên quân Lý Quách lại đến, làm thế nào bây giờ?" Dương Phụng hàng tiên đều nói: "Hai chúng tôi xin hết sức đánh để bảo vệ bệ hạ." Đổng Thừa nói: "Thành Quách không bền, binh lính lại ít, đánh ngộ thì thua, làm thế nào? Sao bằng rước giá tránh sang Sơn Đông có hức không?" Vua theo lời, ngày hôm ấy khởi giá sang Sơn Đông. Trong quan không người nào có ngựa cưỡi, đều đi bộ theo giá. Vừa ra khỏi Lạc Dương, chưa đi được một bước nào, đã thấy ở đằng xa xa bụi bốc mù trời, chiên trống vang rầm. Không biết cơ may nào là quân mã kéo đến. Vua và hoàng hậu run sợ quá không nói được. Chợt thấy một tên kỵ mã đến, tức là sứ giả đi Sơn Đông trở về. Sứ giả đến trước giá lạy rồi tâu rằng: "Thưa bệ hạ, Tào tướng quân khởi hết cả quân Sơn Đông, dân chiếu mệnh đến ngay, và nghe thấy Lý Thôi Quách Dĩ xâm phạm vào Lạc Dương, cho nên trước hết sai Hạ Hầu Đôn làm tiên phong, dẫn 10 viên tướng giỏi và 5 vạn tinh binh lại đây trước đề hộ giá." Vua nghe thấy thế trong bụng mới hơi yên được một lát. Quả nhiên Hạ Hầu Đôn dẫn Hứa Chữ, Điển Vi lấy quân lễ yết kiến vua. Vua ý dụ vừa xong, lại có người báo rằng ở mặt đông có một toán quân kéo đến. Vua sai Hạ Hầu Đôn xem ra ai. Đôn trở về tâu rằng đó là một bộ quân của Tào Tháo đã đến. Được một hồi, Tào Hồng, Nhạc Tiến, Lý Điển vào ra mắt. Ba người tâu xưng tên tuổi xong. Hồng tâu rằng: "Anh tôi thấy giặc sắp đến, sợ Hạ Hầu Đôn không đánh nổi, nên sai chúng tôi đi gấp đường đến đây để giúp bệ hạ." Vua mừng phán rằng: "Tào tướng quân thế mới thực là bầy tôi xả tắc." Vua phán rồi sai hồi giá để đi. Như lúc ấy lại có thám mã báo rằng: "Giá bóng, Lý Thôi, Quách Dĩ đem quân kéo tràn đến." Vua sai Hạ Hầu Đôn chia quân làm hai cánh ra đón đánh, một bên Đôn, một bên Hồng, chia ra hai đường.
Phu Kỵ đi trước, quân bộ đi sau, đánh nhau rất hăng với Lý Thôi, Quách Dĩ. Quân Thôi Dĩ thua to, Đôn Hồng chém được hơn một vạn đầu giặc. Vẫn thế rồi xin rước vua trở lại Lạc Dương. Vua trở về cung, Hạ Hầu Đôn đóng quân ở ngoài thành. Hôm sau, Tào Tháo tự lệnh đại đội binh mã kéo đến, lập trại đóng vào đấy, rồi vào ra mắt vua, lạy ở dưới thềm. Vua cho Tào Tháo đứng dậy tuyên dụ ôn tồn. Tháo tâu rằng: tôi được nhờ ơn nước nhà, lúc nào cũng lo việc báo đền. Này Lý Thôi, Quách Dĩ, hai đứa giặc đầy tội ác, tôi có 10,000 tinh binh để chính nghĩa đánh gian tà, thế nào cũng thắng, đánh tất phải được. Xin bệ hạ giữ gìn long thể, lấy xã tắc làm trọng. Vua liền phong cho Tào Tháo lĩnh chức tư lệ liều úy, cho cờ tiết và lữ phủ việt, coi tòa thượng thư. Lý Thôi, Quách Dĩ biết Tháo từ xa mới đến, bàn nhau muốn đánh ngay. Giả Hủ can rằng: không nên, Tào Tháo binh hùng tướng dũng, không bằng đầu hàng, mới ra thì khỏi phải tội. Lý Thôi giận mắng rằng: mày dám làm nhục nhễ khí của tao. Nói rồi rút kiếm toan chém Giả Hủ, các tướng cố sức căng ngang mới tha. Đêm hôm ấy, Giả Hủ lên ngựa một mình về thẳng quê nhà. Hôm sau, Lý Thôi đem quân mã đến đánh quân Tào Tháo. Tháo sai Hứa Chữ, Tào Nhân, Điển Vi lĩnh 300 quân Thiết Kỵ đem ra giữ ở trước trận. Lý Thôi ba vòng rồi mới bày trận. Ở bên giặc, cháu Lý Thôi là Lý Xuyên, Lý Biệt cưỡi ngựa ra trước. Chưa kịp nói điều nào, Hứa Chữ đã tới ngựa xông vào, đưa một nhát đao, Lý Xuyên chết lăn quay xuống đất. Lý Biệt trông thấy, giật mình cũng ngã ngựa, rồi bị Hứa Chữ chém nốt. Chữ xách hai cái đầu chạy về. Tào Tháo mừng, vỗ vào lưng Hứa Chữ nói rằng: anh thực là phàn khoái của ta. Liền sai Hầu Đôn đem quân ra mặt Tả, Tào Nhân lãnh quân ra mặt Hữu, Tháo tự lĩnh trung quân xông vào trận. Một tiếng trống nổi lên, ba đội quân cùng tiến, quân giặc chống cự không nổi, thua chạy. Tháo cầm thanh bảo kiếm thúc quân vào, đuổi giết suốt đêm, giặc chết nhiều lắm, sinh hàng không biết bao nhiêu mà kể. Thôi Dĩ chạy trốn về phía tây, hớt hơ hớt hải như chó lạc chủ, tự biết thân không còn nương tựa vào đâu được nữa, hai đứa cùng trốn vào nơi rừng rú làm giặc cỏ kiếm ăn. Tào Tháo đem binh về, đóng đồn ở ngoài thành Lạc Dương. Dương Phụng, Hàn Tiên, hai người bạn với nhau rằng: Tào Tháo phen này có công to, ta sẽ nắm trọng quyền, sao còn dung bọn chúng ta. Bèn vào tâu với vua rồi mượn tiếng xin đi, đuổi Lý Thôi, Quách Dĩ, cái quân bản một của mình sang đóng ở Đại Lương. Một hôm, vua sai sứ vào trại Tào Tháo để mời Tháo vào cung bàn việc. Tháo nghe tin có sứ đến, mời vào dinh, thì thấy người ấy mày có mắt đẹp, tinh thần sảng khoái. Tháo nghĩ thầm rằng: nay ở đông quận này trời làm đói kém, từ quân lính chi thường dân, ai ai cũng có dễ đói, sao người này béo tốt như thế này. Nhưng mới hỏi ngay rằng: tôi trong mặt ngày đầy đặn lắm, xin dám hỏi điều gì như thế nào mà được như vậy. Sứ thưa rằng: thưa, tôi cũng không có phép gì lạ cho lắm, vốn chỉ ăn nhạt 30 năm nay. Tháo gật đầu hỏi rằng: ngài hiện làm chức gì? Sứ nói: tôi giống Đỗ Khoa Hiếu Liêm, nguyên làm chức tùng sự theo Viên Thiệu và Trương Dương. Nay nghe tin thiên tử đã về đô, tôi đến chầu vua, được phong làm chánh nghị lang. Tên tôi là Đổng Chiêu, biểu tự công nhân, quê ở Tế Âm, xứ Định Đạt. Tháo đứng dậy nói rằng: à, tôi nghe tiếng ngài đã lâu, nay may được thừa tiếp ngài ở đây. Nói rồi Tháo đặt tiệc rượu ở trong trướng để khoản đãi, rồi lại gọi Tuân Úc ra cùng hội kiến. Chợt tin báo có một đội quân đi sang phía đông, không biết quân nào. Tháo sai người ra thám xem ai. Đổng Chiêu nói: đấy là Dương Phụng, tướng cũ của Lý Thôi và Hàn Tiêm, tướng ở Bạch Ba. Nhưng thấy mình con đến đây nên họ kéo quân về Đại Lương. Tháo hỏi rằng: họ có bụng nghi tôi chăng? Đổng Chiêu nói: chúng là lũ vô mưu, minh công hà tất phải lo. Tháo lại hỏi: thế còn Lý Quách thì rồi thế nào? Chiêu thưa: hổ lông vuốt, chim gãy cánh, chẳng mấy lúc sẽ bị minh công bắt được, căn gì phải để ý. Tào Tháo thấy Đổng Chiêu nói câu nào cũng lọt tai, bèn hỏi đến những việc lớn trong triều. Chiêu nói rằng: minh công cất quân nghĩa binh để trừ bạo loạn, giao triều giúp thiên tử, ấy là công nghiệp của Vũ Bá. Nhưng các trướng mỗi người một bụng, vậy tức họ đã theo phục cả. Nếu minh công ở mãi đây, tôi nghe có điều bất tiện, chỉ có cách rước vua về Hứa Đô là hơn. Nhưng triều đình siêu dẹp mãi mới về được kinh đô, xa gần trong mong, ai cũng muốn được yên ổn một chút, nên lại rời xa giá đi nơi khác, chắc lòng người cũng không phục. Nhưng ở đời có làm được việc phi thường mới có công phi thường, xin minh công quyết kế đi. Ấy vẫn là bản chí tôi đó, nhưng tôi còn e rằng Đại Lương có Dương Phụng, ở trong triều có các đại thần, đã chắc đâu không xin biến được. Chiêu nói: lo chứ việc ấy, minh công nên đưa thư sang cho Dương Phụng để cho nó yên tâm, rồi nói cho các đại thần rõ kinh đô bây giờ không có lương,
rước xa giá sang Hứa Đô để được gần Lỗ Dương, nhận lương cho tiện, không đến nỗi xa xôi thiếu thốn như ở đây. Các đại thần nghe rõ đều vui lòng nghe theo. Tháo nghe lời Chư nói, mừng rỡ quá chừng. Khi Chư từ biệt, Tháo lại nắm tay nói rằng: về sau tôi có việc gì, xin ngài dạy bảo cho. Chư tạ rồi cáo về. Từ đó Tào Tháo ngày ngày bàn với Mưu Sĩ về việc dời đô. Bây giờ Thái Sử Lệnh là Vương Lập một bữa nói riêng với Tôn Chính là Lưu Ngải rằng: tôi có xem Thiên Văn, từ mùa xuân năm ngoái đến giờ, sau Thái Bạch phạm vào sau Trấn Tinh ở khoảng sau Ngu và sau Đẩu, rồi lại qua sau Ngân Hà và sau Quỳnh Hoạt, lại đi ngược cùng với sau Thái Bạch gặp nhau ở Thiên Quang, kim với hỏa hội với nhau, tất nhiên có vua mới ra. Tôi xem khí vận nhà Hán đã hết, trong đất Tấn, Ngụy Tất có người nổi lên. Nhưng Lập lại mặt tâu với vua rằng: mệnh trời lúc đã đến lúc đi, ngũ hoàn thịnh suy bất thường, thay hỏa là thổ, thay nhà Hán có lẽ là đất của Ngụy. Tào Tháo nghe tin ấy, sai người bảo Lập rằng: tôi cũng biết ông tuân với triều đình, nhưng thiên cơ huyền bí lắm, xin ông chớ nói nhiều. Tháo đem chuyện ấy thuật lại với Tuân Úc. Úc nói: nhà Hán giống lấy đất quả làm chúa, mà Minh Công lại mình thổ, Hứa Đô cũng thuộc thổ. Đến đây tất hay, quả sinh thổ, mà thổ thì dương mộc, chính hợp với lời Đổng Chiêu, Dương Lập, Minh Công tất sau này phát lớn. Từ ấy Tào Tháo nhất quyết dời đô. Hôm sau Tháo vào ra mắt vua, tâu rằng: Đông Đô bị tàn phá đã lâu, bây giờ không sửa sang lại được, giả lại chuyển vận lương thực vất vả khó nhập lắm. Hứa Đô gần Lỗ Dương, thành quách, cung thất, tiền lương, người của cải gì cũng có đủ. Tôi xin rất xa giá về Hứa Đô, ngửa trong lượng thánh ưng cho. Vua phải nghe, các quan ông nào cũng sợ Tào Tháo mạnh thế, không ai dám ngăn điều gì, liền chọn ngày để khởi giá. Tháo tự dẫn quân đi trong nôm, các quan cũng đi theo cả. Đi chưa được vài dặm, đến một chỗ gò cao, bỗng thấy tiếng reo ầm ầm, rồi thấy Dương Phụng, Hàn Tiên kéo quân ra chặn đường. Từ Hoàng đứng đầu kêu to lên rằng: Tào Tháo cướp thánh giá đem đi đâu? Tháo phóng người ra xem, trông thấy Từ Hoàng uy phong lẫm liệt, có lòng khen thầm, liền sai hứa chuyển ra trận. Hai người bên đao bên búa đánh nhau hơn 50 hiệp, chưa thấy bên nào được bên nào thua. Tháo sai gõ chiên rút quân về, gọi các mưu sĩ lại bàn rằng: Dương Phụng, Hàn Tiên không đáng kể, chỉ có Từ Hoàng thật là tướng tài, ta không nỡ lấy sức mạnh địch lại, muốn dùng kế chiêu dụ thì hơn. Hành quân Tùng Sự là Mãn Sủng nói: chúa công đừng lo, tôi với Từ Hoàng có quen biết nhau, tối hôm nay để tôi giả làm tinh lính lẫn vào trại anh ta, tôi thuyết phục anh ta, anh ta sẽ sang hoàng chúa công. Tào ưng ý lắm, cho Sủng đi. Đêm hôm ấy, Sủng ăn mặc giả làm tinh lính, đi lộn vào đội quân bên kia, lẻn đến trước màn Từ Hoảng, thấy Hoảng thấp đến mặc áo giáp đang ngồi. Sủng đánh bạo xong đến tận trước mặt, vái rồi hỏi rằng: cố nhân lâu nay vẫn khỏe mạnh chứ? Hoảng giật mình đứng dậy nhìn kỹ Sủng rồi hỏi rằng: anh có phải là Mạng Báo Binh ở Sơn Dương đó không? Có việc gì đến đây? Sủng nói: tôi hiện đang làm tùng sự ở dinh Tào tướng quân, hôm nay ở trước trận trông thấy cố nhân, muốn dâng một câu nói nên liều chết tại đây. Hoảng mày ngồi hỏi ý làm sao. Sủng nói: ông là người dũng lược đời nay hiếm có, sao lại phải quốc thân đi theo bọn Dương Phụng, Hàn Tiên? Tào tướng quân là đấng anh hùng thời nay, biết yêu người hiền, kính kẻ sĩ, thiên hạ đều biết tiếng. Hôm nay ở trước trận thấy ông khỏe mạnh, trong bụng mười phần kính yêu, không nỡ sai tướng khỏe ra để giết nhau. Bởi vậy Tào công sai tôi đến đây để mời ông, xin ông bỏ chỗ tối qua nơi sáng để cùng Tào công làm nên nghiệp lớn. Từ Hoảng nghỉ ngơi một hồi, chép miệng than rằng: ta cũng biết Dương Phụng, Hàn Tiên không phải là tay lập được nghiệp, nhưng theo đã lâu rồi, bây giờ không nỡ bỏ. Sủng lại nói: ông há lại không biết rằng chim khôn tìm cây mà đậu, người hiền chọn chủ mà thờ. Nay ông đã gặp được chủ đáng thờ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt, sao gọi là người trưởng phu? Hoảng đứng dậy tạ nói rằng: xin nghe lời ngài dạy. Sủng nói: đã vậy sao không giết ngay Dương Phụng, Hàn Tiên để làm lễ ý kiến? Hoảng nói: làm bầy tôi mà giết chủ, điều ấy thật là bất nghĩa, tôi quyết không làm. Sủng nói: ông thật là người nghĩa sĩ. Từ Hoảng liền dẫn vài mươi tên kỵ mã ngày đêm hôm ấy cùng với Mãn Sủng chạy sang trại Tào Tháo. Có người báo với Dương Phụng, Phụng giận lắm, đem ngay 1.000 kỵ mã đuổi theo, gọi to lên rằng: phản tặc, Từ Hoảng đừng dậy nữa,